nhức nhức cái đầu á. Xấu luôn. Đeo cái phá xấu luôn. Đeo cái phá xấu luôn mà. Sáu đẹp chưa? Okay. Ôi rồi, sao anh Tấn vẫn chết? Cười thật. Ok à? Sao? Sao vậy Tấn? Kìa. Mỏng quá. Đen vậy luôn á. Ủa còn không chết. Ủa đéo này mà không bắn được rồi. Ngố thật. Vì anh mà Hai Lan đi thẳng gần đất. Hai Lan đi chết đi. Đây. Em phá hình đẹp tí em mới đi được. Mày làm cái chấm làm cho clip tất mắc là làm được. Ok anh. Đây. Một lãi xấu rồi. Và yếu lực quá hay sao?
kìa con tắm phi thế con kia bực thật đấy mẹ con tắm vậy mà xịt kìa thì phải tí thì hết ok à sao ngố thế nhỉ con tắm đấy mà xịt ơi ui ôi điều con chín này cần con đấy dễ vậy mà ôi rồi cái gì đấy đấy bây giờ hai con cũng chắc là đây là nhiều cái thằng không hai con lại anh Tấn đây em cố tặng anh một cái chấm thôi để em về nào. Ui rồi điều này khó. Thôi để xem. Chú sẽ bị. Tập này mất tài khó lắm. Ma con 89 này là có cái chấm thật đấy chứ. Con bỏ con chắc rồi. Em đi thì con 2, em đi thì con 2 là con 9. Ok anh. Ủa, phá sai rồi. Ủa, con nào? Đánh xong giữ lại một tí thì hai nhất lên. Ok. Quay hết rồi. Quay hai nhất rồi. Khó quá. Nằm phải nhìn đã không muốn bắn rồi thật. Anh bảo em về con 3 này kiểu gì. Thì thôi đấy. Tấn A vào đâu? Đây rồi. Khó vậy. Tình này không đi hết được thật. Ui giời ơi. Đấy vào rồi. Rồi á, rồi á. Rồi á. Mắc
cân hay sao? Thế tầm khoảng này đấy anh ạ, thẳng lỗ mà, con đấy thẳng lỗ mà. Ui thì mẹ em điều xuất sắc vãi đái rồi đấy. Có vậy có gì đâu mà gỡ hình con 6 hay như thế rồi, gỡ hình con 5, 6 hay thật.